Cửu sĩ đinh bạc vừa chưa bắt giới, ở trong đó có phong ấn thượng cổ ma thần đủ sức đánh bại kim sĩ điểu. Ở trong tác phẩm Tây Du Ký, Hầu Ca vì sao lại bại dưới tay đại bàng kim sĩ điểu? Nguyên nhân là bởi vì Hầu Ca lộn một vòng thì đi được 108.000 dặm, chìm đại bàng vỗ cánh một cái đã đi được 9.000 dặm, vỗ cánh hai lần chính là 18.000 dặm. Bởi vậy đại bàng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Ưng Chảo Cổng tế ra một chiêu phản sát Tề Thiên Đại Thánh, lại từ trong móng vuốt có thể khắc chế sự biến hóa của đại thánh, sau đó đem về cho chúng yêu trói lại. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, xét về tốc độ Hầu Ca không bằng đại bàng kịp sĩ điểu. Phương Thiên Họa Kích có thể chặt chém, kéo mổ câu, cơ hồ không gì làm không được. Còn kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, trùng quỳ cũng chỉ là một cây côn, xét về tính năng cũng là thua kém. Thân là đại sư huynh, Hầu Ca đã thất thế trước kim sĩ điểu. Vậy thì trong ba vị cao đồ còn lại của Đường Tăng, có người nào có thể đứng ra thay Hầu Ca đối chiến với đại bằng điêu được hay không? Đáp án là có. Người này chính là nhị sư huynh chưa bắt giới. Vì sao lại nói như vậy? Chính là bởi vì ở trên đường thỉnh kinh, lão Trư chỉ xuất công không xuất lực, cố ý giấu giếm. Mà trên thực tế nhiệm vụ của lão Trư được khâm định trong đoàn người thỉnh kinh cũng chỉ là gánh hành lý. Còn hàng yêu phục mà đó chính là trách nhiệm của Tôn Ngộ Không. Cửu sĩ đinh ba trong tay lão Trư chính là chí bảo của tiên giới, được tạo ra để bảo vệ thiên cung. Ở trong đó có phong ấn một ma thần từ thời thượng cổ hồng hoang, đó chính là Côn Bằng, vừa vặn có thể cùng đại bằng phần cao thấp. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu sơ qua về lai lịch bất phàm của đại bàng của cửu sĩ đinh ba, được Ngọc Đế đích thần ra lệnh chế tạo, Chư Thiên Đại Thần liên thủ rèn đúc, có phù tiết trấn thiên cung. Năm xưa Hoàng Sư Tinh là tôn tử của Cửu Linh Nguyên Thánh, vì sao lại muốn tổ chức đinh ba đại hội mà không phải kim cô bổng đại hội hay hàng yêu bảo trượng hội? Cửu đầu sư tử, tọa kỵ của Thái Ức Cứu Khổ Tiền Tôn, đã tu luyện thành đạo từ xa xưa, kiến thức rộng rãi, am hiểu được sự ảo diệu của thần khí. Bởi vậy cửu sĩ đinh ba mới thực sự chính là món binh khí tốt nhất trên thế gian. Ở trong Tây Du Ký có thơ về quá trình luyện chế cửu sĩ đinh ba như sau: thử thị đoán luyện thần tấn thiết, mạ trác thành công quang hiểu khiết, lão quần tự kỷ động kiềm trùy, huỳnh hoặc thần thần thèm thán tiết, ngũ vương ngũ đế dụng tâm cơ, lục đinh lục giáp phí trù thiết. Có thể nói như ý, kim cô bổng ở trong tay Tôn Ngộ Không tất nhiên cũng là thần khí do Tam Thanh Đạo Tổ Thái Thượng Lão Quân tự tay tạo ra. Sử dụng vật liệu chính là một khối thần thiết, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, tùy tâm biến hóa, chất lượng vô cùng đỉnh cao. Mà kỳ thật, cửu sĩ đinh ba của Lão Trừ cũng là có thể tùy ý biến hóa như vậy. Không những như thế, toàn bộ quá trình và vật liệu để chế tạo ra cửu sĩ đinh ba lại càng khó khăn và phức tạp hơn. Thái Thượng Lão Quân phải đổ mồ hôi như mưa, tự mình vung mạnh tiểu thiết chùy mà gõ đập. Hỏa Đức Tình Quân phụ trách củi đốt thêm than. Ngũ Phượng Ngũ Đế ở đây chính là để chỉ Ngũ Phượng Thượng Đế, Thanh Đế Thái Hạo, Viêm Đế Thần Nông, Hoàng Đế Hiền Viên, Bạch Đế Thiếu Hạo cùng Hắc Đế Truyền Húc. Ở trong Tây Du Ký có thể hiểu thành Ngũ Phượng Ngũ Lão, tức là Tây Thiên Như Lai, Nam Cực Quan Âm, Đông Hoa Đế Quân cùng Thập Châu Tam Đảo Tiên Ông, Bắc Cực Huyền Linh, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, sau đó là Lục Đinh Lục Giáp, Kim Giáp Thần Nhân. Người đứng đầu toàn bộ lại là Tam Giới Chúa Tể, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Trong Tây Du Ký lại có đoạn trích: danh vì Thượng Bảo Thấm Kim Ba, tiến giữ Ngọc Hoàng Trấn Đan Khuyết, nhân ngã tu hành Đại La Tiên, vì Ngô Dưỡng Tự Trường Sinh Bách, sắc phòng Nguyên Soái Hào Thiên Bồng, khâm tứ đình bà vi ngự tiết. Quá trình chế tạo ra cửu sĩ đinh ba vô cùng khó khăn, thậm chí là hơn xa cả kim cô bổng. Ngọc Đế bàn cho Thiên Bổng Nguyên Soái lấy tên là Thượng Bảo Thấm Kim Ba, có tác dụng chấn đan khuyết, tức là vũ khí dùng để chấn giữ thiên cung, chấn giữ Lăng Tiêu Bảo Điện, cho nên có ngự tiết là mang ý nghĩa tượng trưng. Cũng như việc Đường Vương ban phát thông quan văn điệp đối với Đường Tăng, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng đủ hiểu, Tây Vực Trừ Quốc đều phải nể tình. Từ trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chư thần khi trông thấy cửu sĩ đinh ba cũng như gặp Ngọc Đế. Thiên Bồng Nguyên Soái chính là oai phong như vậy. Khó trách bát giới khi trở thành chư yêu chư căng liệp cũng nhớ mãi không quên những huy hoàng lúc trước mà mình đã trải qua. Ngay cả Chân Vũ Đại Đế, cửu thiền đáng ma tổ sư oai phong trên thiên đình, năm xưa cũng đã từng là tiểu đệ của Thiên Bồng Nguyên Soái hắn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về căn nguyên sức mạnh của thần khí này.
Ở bên trong Cửu Sĩ Đình Bài có phòng ấn thượng cổ Hồng Hoàng Ma Thần Côn Bằng. Trong Tây Du Ký đã có thơ rằng: Tạo thành Cửu Sĩ Ngọc Thủy Nhà chú tự song hoàn kim trụy diệp, thần trang lục diệu bài ngũ tinh, thể án tứ thì y bát tiết, đoán trường thượng hạ định càn khôn, tả hữu âm dương phân nhật nguyệt, lục hào thần tương án thiên điều, bát quái tinh thần y đấu liệt. Dịch nghĩa ra có nghĩa là: chín chiếc răng ngọc rèn rồi, hai vòng đúc nữa vàng ngời sắc thanh, cán vẽ lục điệu ngũ tinh, bốn mùa tám tiết đủ hình không sai, ngắn dài gồm cả đất trời, âm dương nhật nguyệt rạch ròi hai phương, sáu hào thần tướng theo đường, tình tú tám quẻ dọc ngang theo hàng, đình bà tên gọi rõ ràng, dâng lên thượng đế giữ cùng nhà trời. Đạo tiền đã học xong rồi, từ nay ta sẽ muôn đời trường sinh. Sắc phong nguyên soái thiên bồng, đinh ba trao tặng lập công rõ ràng. Thế gian vũ khí nào bằng, trên đời không thép sánh cùng thép đây. Cửu Sĩ Đinh Ba được chế tác vô cùng tinh xảo, nạm vàng khảm ngọc chiếu sáng rực rỡ muôn màu. Trong đó nội hàm phong phú hơn. Bên trong có bày ra cơ quan chỉnh thể bố cục, có lục diệu ngũ tinh, tứ thời bát tiết, dài ngắn định càn khôn, tả hữu phần âm dương, còn có sáu hào bát quái, ấn thiên điều thuận tình đấu. Hoa quả sơn tiền thai thạch chứng có tạo hóa, tại đầu xuất cung ở trong lò bát quái có huyền cơ. Cửu Sĩ Đinh Ba cũng nhà là như vậy, chứa đựng cơ quan thiết chí. Mà sức mạnh đáng sợ của Cửu Sĩ Đinh Ba chính là đến từ thượng cổ ma thần Côn Bằng. Thần tiên sở dĩ là thần tiên cũng là có nguyên nhân. Trần Vũ Đại Đế vì sao được xưng là Cửu Thiên Đáng Ma Tổ Sư, Hỗn Nguyên giáo chủ núi Võ Đàng được đưa thân lên hàng ngũ thiên tôn? Đó là bởi vì Trần Vũ Đại Đế xuất lĩnh Quy Xà Nhị Tướng cùng Chư Thiên Thần Phật nhất cử dẹp yên Bắc Cầu Lô Châu, quét dọn yêu hoạn, lập được kỳ công, thực chí danh quy. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không phải trời sinh, cũng là từng bước một leo lên. Trần Vũ Đại Đế có công, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng giống như thế. Bởi vì Thiên Bồng là người đứng đầu Bắc Cực Tứ Thánh, Trần Vũ Đại Đế là người lãnh đạo trực tiếp đứng hàng đại ca. Bắt giặc trước bắt vua, đầu lĩnh yêu ma của Bắc Cầu Lô Châu chính là Côn Bằng, một trong đại yêu trong truyền thuyết. Trần Vũ Đại Đế dẹp yên Bắc Cầu Lô Châu, còn Thiên Bồng Nguyên Soái thì hàng phục được Côn Bằng, bởi vậy mới được Ngọc Đế phong thưởng cho chức Thiên Bồng Nguyên Soái. Côn Bằng mặc dù là nhất đại yêu vương, mang trong mình yêu lực cực lớn, Ngọc Đế thấy vậy liền đem Côn Bằng phong ấn vào bên trong Cửu Sĩ Đinh Ba. Đây chính là điểm ảo diệu vì sao Cửu Sĩ Đinh Ba có thể trở thành pháp bảo trấn giữ thiên đình. Vậy thì Thiên Bồng Nguyên Soái đối chiến Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, đó chính là khi nguyên thần của Hồng Hoàng đại yêu Côn Bằng xuất chiến. Nguyên thần của Côn Bằng đã bị phong ấn trong Cửu Sĩ Đinh Ba, liền đã như là ký kết khế ước nhận chủ đối với Trừ Bát Giới. Bởi vậy nếu lão Trừ muốn thì có thể triệu hồi ra nguyên thần của Côn Bằng để sai khiến bất kỳ lúc nào. Trảm Tiền Phi Đao của Lục Áp đạo nhân trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng chính là hoạt động theo cách này, mà Cửu Sĩ Đinh Ba của Trừ Bát Giới cũng là như vậy. Côn Bằng đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có ưu thế rất lớn bởi sự áp chế về huyết mạch. Kim Sĩ Điểu là huynh đệ của Khổng Tước, có mẫu thân là Phượng Hoàng, huyết mạch của nó vô cùng cường đại, nhưng cũng khó có thể địch nổi đại yêu Côn Bằng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Côn Bằng đã là chim lại là cá, chính thể không phải chim không phải cá, không thuộc về phi cầm do tộc Phượng Hoàng quản lý, không thuộc tẩu thú do Kỳ Lân quản lý, cũng không phục Long tộc. Sư phụ của Côn Bằng là Hỗn Côn Tổ Sư, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng đều là đệ tử của Hỗn Côn, cùng Côn Bằng là đồng môn sư huynh đệ. Cho nên bất luận luận về tư tịch tiên giới hay là kiếp số tu tiên, thì đại yêu Côn Bằng đều chiếm thượng phong trước Kim Sĩ Điểu. Bát giới đã có một vị thị thần mạnh mẽ như vậy trợ giúp thì hoàn toàn có thể đối phó được với Kim Sĩ Điểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký. Trước khi kết thúc cái video này thì mình có một cái thông báo muốn dành cho tất cả các bạn, đó là hầu như video nào mình cũng nhắc. Đó là hiện nay cái câu chuyện Hắc Ám Tây Du phần 2 Thư Không Thế Giới của tác giả Bika Đường Tam Tạng ở bên Trung Quốc thì ông ấy đã tiếp tục ra lại. Cái tốc độ và tần suất ra câu chuyện này rất là nhanh. Và tác giả đã bắt đầu quay trở lại và viết tiếp, bởi vì tác giả đã ngừng cách đây khoảng 2 năm và có những cái tin đồn cho rằng tác giả đã mất vì Covid. Đó là hiện nay chúng ta biết rằng cái tin đồn nó không còn đúng nữa và tác giả đã bắt đầu ra tiếp. Và hiện nay mình đang phát câu chuyện này và cập nhật liên tục và mới nhất ở trên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Các bạn có thể vào kênh đó thì tiếp tục theo dõi, hoặc các bạn có thể vào hai group là Thần Thoại Trung Hoa hoặc là Anh Em Chuyện Tin Hiệp để chúng ta cập nhật cái tiến độ và cũng như chúng ta bàn luận bình luận về câu chuyện này. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những cái video hấp dẫn tiếp theo.